Vâng, xin chào mừng tất cả các anh, các chị và các bạn, các thành viên của câu lạc bộ Yêu Nhạc Vàng đang có mặt tại trung tâm sân khấu của SKV 36A Hoàng Cầu hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Phúc Nam được gửi tới quý vị, các anh, các chị và các bạn, các thành viên của câu lạc bộ Yêu Nhạc Vàng lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất và chúc cho chương trình giao lưu của chúng ta thành công rực rỡ. Vâng, kính thưa quý vị cùng toàn thể các anh các chị thân mến, có lẽ là 3 tháng đã trôi qua, đối với thành viên của câu lạc bộ chúng ta thì nó quá xa và quá dài như hàng thế kỷ vậy. Chính vì vậy mà tất cả các thành viên của chúng ta luôn luôn mong ngóng và chờ đợi để có được ngày gặp mặt như hôm nay. Và với sự dẫn dắt của các thành viên trong hội đồng quản trị đã đưa con thuyền lái về câu lạc bộ Yêu Nhạc Vàng chúng ta ngày hôm nay được tổ chức thành công rực rỡ, và cũng xin cảm ơn tất cả các anh các chị trong hội đồng quản trị rất là nhiều. Vâng, kính thưa các anh các chị và các bạn thân mến, trong chương trình gặp mặt giao lưu hôm nay, chúng ta rất là vinh dự và hân hạnh được đón tiếp ở đây rất nhiều các anh các chị là các thành viên mới lần đầu tiên được gặp gỡ và lần đầu tiên cũng được xuất hiện trong trung tâm sân khấu của SKV hôm nay. Và xin các anh các chị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng và cảm ơn các chị hôm nay. Vâng, và có lẽ là không còn thời gian nữa thì xin mời các anh các chị ngay bây giờ chúng ta cùng hướng về trung tâm sân khấu của SKV để thả hồn theo những nốt nhạc du dương và những lời ca thăng trầm trầm bổng của các ca sĩ đến từ khắp mọi miền, các thành viên đến từ khắp nơi để trình bày đem những tâm tư nguyện vọng và những tình cảm của mình gửi gắm cho các anh các chị trong chương trình hôm nay. Và mở đầu cho chương trình hôm nay, nhạc phẩm được mang tên với tựa đề Tình Phụ do anh Trường Thanh trình bày. Xin quý vị hãy dành cho anh Trường Thanh một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt.